nha, khỏe không? Đi mua gạo đây, sắp sửa có khả năng bị lại đóng cửa nữa rồi. Nhà hết gạo, cho nên phải nhanh nhanh đi ra mua gạo. Mấy hôm nữa nó lại đóng cửa, hết gạo ăn. Tại vì hôm nay ở chỗ tớ ở là bây giờ là có 7 ca bị nhiễm rồi, cho nên là sợ cũng có khả năng bị đóng cửa. Ở tiểu bang khác á, là gần 100 ca, bên tớ là 7 ca. Mấy cái thằng nó đi xem bóng xem đá bóng ấy, nó lây lung tung beng rồi, bây giờ chúng nó đâu có sợ đâu. Hello, chào cả nhà nhá, chào các đồng chí, các anh chị. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Cái mạng nó dở hơi các bạn ạ. Việt Nam bây giờ cũng căng thẳng lắm đúng không? Cái mạng nó cứ chập chờn lên cơn hấp rồi các bạn, mọi người ơi. Bên này là 7 ca rồi, không cẩn thận là cũng bị lockdown, cũng bị đóng cửa. Còn tiểu bang khác thì đóng rồi. Giờ đến tiểu bang này, cái tình hình này cứ đóng lên đóng xuống, từ mấy năm ngoái đến bây giờ cứ đóng xong lại mở, xong lại đóng xong lại mở, cái tình hình này chắc thế nào nó cũng mở toang luôn đi, để cho mọi người sống chung với cái bệnh này quá. Mình nghĩ là như vậy, tại vì tình hình như thế này cứ đóng đóng mở này chắc chết hết. Khi mà nó đóng cửa là nó nhà nào ở yên nhà đó, xong rồi nó chỉ cho một người đi ra mua đồ ăn thôi, đi trong vòng 5 cây số, tại vì ở bên này ấy, nó không phải như ở Việt Nam là đi ra ngoài cửa cũng có người bán hàng, hay là chợ ngay gần nhà. Cái này đi xa, đi ít nhất cũng phải gần lắm cũng phải gần 10 phút thì mới có chợ, có nơi để bán đồ ăn. Cho nên là nó cho mình đi, nếu mà đóng cửa nó cho mình đi 5 cây số trong phạm vi 5 cây số mà chỉ được đi một người thôi. Xong rồi nếu mà đi tập thể dục cũng ở gần nhà, rồi được một tiếng thể dục. Đó là nếu ví dụ như là bị đóng cửa đấy mọi người. Nên tình hình ở Việt Nam làm sao đông người như thế, chắc cũng loạn xì bằng hầu lên đấy, đúng không? Nhưng mà cái thời gian này á, thì nó cũng đỡ hơn là lúc bắt đầu đúng không? Bây giờ cũng có thuốc ngừa rồi thì mọi sự nó cũng đỡ đi, chứ ngay là từ lúc đầu mà như bị ở bên Mỹ thì ở Việt Nam khổ. Mạng nó cứ có xong nó lại tắt, nó lại có nó lại tắt mọi người ạ, cho nên thông cảm nhá, cho ngắm đường phố ấy. Hôm nay trời lạnh lắm, rét cống luôn ở bên này. Lạnh sun vào. Cái tháng này là tháng rất là lạnh, nhưng ngược lại với Việt Nam là nóng. Bên này thì lạnh. Lạnh thì tiền điện, tiền nước, tiền ga nó lên. Tiền ga với tiền điện nó lên phải gấp đôi bình thường. Tại mình dùng nhiều á, cái mạng này nó cứ chập chờn thôi. Chắc nói mấy câu cho gặp mọi người để chào hỏi thăm này kia các thứ thôi, rồi chúc mọi người là luôn luôn bình an nhá, gặp mọi sự may mắn. Tớ đi mua gạo ấy, đi
xem có gì mua không, chẳng may nó đóng cửa thì còn có để mà ăn. Nói đùa chứ ở đây không sao, đóng thì đóng thì nó vẫn cho mình đi ra ngoài một người đi mua đồ ăn. Nhưng mà những người đi làm đi ăn rồi cũng mệt mỏi đó, những cái tiệm, những cái cửa hàng mà ăn buôn bán này kia các thứ khổ lắm. Rồi những người đi làm cũng đau đầu lắm ấy, mọi người ơi. Ở cả thế giới này nó bị loạn lên, nó bị bệnh chứ đâu có riêng gì Việt Nam đâu. Từ đầu năm đến giờ đóng lên đóng xuống hàng bao nhiêu lần rồi. Bệnh dịch á, đóng cửa hàng bao nhiêu lần rồi mọi người, chứ không phải một lần đâu. Từ năm ngoái năm nay đã đóng gần chục lần rồi. Đóng xong lại mở, mở được một hai tuần xong lại đóng, đóng xong lại mở, cứ như thế thôi, nó cứ triền miên như thế. Còn Việt Nam mới đây mới bùng phát bệnh đúng không? Tại vì Việt Nam là không có người, nhiều người nhiễm bệnh, xong rồi tất cả các nước nó đổ xô về, nó mang bệnh về, bệnh cũng từ ở hải ngoại thôi. Còn cái bọn ở bên này nó nói ơi trời ơi, Mỹ nó cho vaccine, rồi Nhật nó cho vaccine cho Việt Nam. Mẹ tiên sư, cái thời buổi này không dựa vào nhau ấy, thằng Nhật nó không cần đến Việt Nam, nó cho Việt Nam làm gì? Mỹ nó không cần đến Việt Nam, nó cho Việt Nam làm gì? Bây giờ cứ một người bị bệnh đó, nhiều người nhiễm cho nhiều người, Mỹ nó cũng cần cái sự làm ăn với lại Việt Nam chứ. Bây giờ đánh nhau với Trung Quốc, đánh nhau kinh tế với Trung Quốc rồi á, nói Trung Quốc này nọ chai, nó không làm ăn mấy Việt Nam mà làm ăn mấy ai. Trung Quốc nó là một cái xưởng sản xuất của thế giới, cứ ngồi đấy mà sung sướng đánh Trung Quốc, đánh bỏ mẹ nó đi này kia các thứ, cái gì cũng tăng. Mình đi ra mình mua mấy cái kéo về cắt vải đó, một cái kéo của cái Úc này á, gần 100 đô, mà trong khi đó mình mua đồ của Trung Quốc mua có 6 đồng, 6 cái kéo, kéo to, kéo nhỏ có hết. Thì bây giờ hỏi mấy thằng ba que sỏ lá, chúng mày mua kéo của Úc hay là chúng mày mua kéo của Trung Quốc? Mua rẻ như thế vừa làm vừa vứt đi cũng sướng. Bị đặt, bố sư khỉ. Ai chê đồ tụi Trung Quốc chứ tớ không chê đồ Trung Quốc đó. Có đồ Việt Nam bên này thì đương nhiên mình phải dùng đồ Việt Nam, mình ủng hộ dân mình rồi. Nhưng mà đây là chợ của cái khu mình ở. Nhưng mà bây giờ không có đồ Việt Nam ấy, thì mình dùng đồ gì? Thì phải dùng đồ Trung Quốc ấy, chỉ có Trung Quốc nó mới rẻ thôi. Thấy không? Quần áo, vải, vóc, rồi đồ dùng, giày, dép, toàn Trung Quốc. Rẻ ơi là rẻ. Tiền mẹ đâu mà đi mua giày, dép, các thứ quần áo nó thay đổi luôn xoành xoạch. Tiền đâu mà mua những cái đồ làm ở Úc, làm ở Mỹ, đồ gọi là hàng hiệu ấy. Nó thay xoành xoạch, chỉ có người ta giàu có, người ta này kia, người ta có tiền người ta mua. Mà mua những cái thứ đấy xong rồi mua cho nắm để trong tủ, đâu có thằng nào mặc đâu. Hiểu mới trời hiếc. Ai chê đồ Trung Quốc chứ tớ không chê đồ Trung Quốc đâu ạ. Bày đặt bố sư khỉ. Tiền thì ít đòi hít thơm. Ở đó mà hít đấy. Đây là chợ Việt Nam nha mọi người, nhìn thấy không? Đây là khu Việt Nam chứ không phải cái khu bán hàng lung tung các thứ Việt Nam Trung Quốc. À, mình đi vào hỏi bây giờ biết bao nhiêu một cân, một bao gạo 25 cân là 70-80, gạo ngon á. Đấy, người Việt hầu như ở đây toàn người Việt thôi. Hôm nay cái bọn ăn cắp bán ngồi ở ngoài vỉa hè này không thấy đứa nào hết. Trên kia
có một bọn chuyên môn ăn cắp xong mang ra bày bán, xong có một thằng rồi có mấy bà mẹ Việt Nam ngồi bán cây bán cối bán lung tung, xong rồi cho bọn nó đi kiểm tra, nó mà đi qua bắt đầu có hôm mình đi đến đây quán canh không có một bà nào ngồi hết, y như Việt Nam thôi, gọi bán hàng rong đây bọn security đang hỏi bọn gì nó cảnh sát hay cái gì đó, nó đang hỏi cái thằng nào. Có hôm mình đi mình thấy đầu này cảnh sát đang hỏi, đầu kia có thằng bán. Mình đi tới nơi mình bảo nó là ê này có ông ngồi góc kia đấy nhìn thấy. Mình bảo ê cảnh sát nó ở đằng sau mày kìa. Nó ok tao biết rồi, tao nhìn thấy rồi. Thiếu con mẹ gì buôn bán gian lận trộm cắp đủ các thứ, không thiếu một cái gì trên cõi đời này hết. Đấy, chợ Việt Nam ấy, bằng bưởi các thứ. Mua một quả bưởi là quả bưởi là 3 đồng. 3 đồng một quả bưởi. 5 đồng một cân. Chua vãi linh hồn. Không có chỗ đổ xe nhá. Vừa nãy có chỗ nhưng mà mình lại không nghĩ mua ở đây. Bây giờ nghĩ ra là mình đi vào cái tiệm này. Tôi đi sang bên kia rồi hỏi xem là bao nhiêu một bao. 70-80 một bao gạo ấy, 25 cân, nhưng mà một năm nhà mình ăn hết có một bao. Ăn ít gạo lắm. Tại dạo này mấy đứa con mình nó hay ăn. Tại mình chịu khó nấu cơm thì nó ăn. Nấu ngon ngon thì nó mới ăn. Mua một bao gạo ăn cả năm trời. Bây giờ chúng nó cũng lớn rồi, chúng nó ăn hay lắm. Mình có hai thằng con, nó một thằng nó hai thằng nó đều đi làm á, mà nó ăn dã man luôn. Một nồi cơm mình nấu á, bình thường phải ăn, nếu mà để cho mình ăn á, mình phải ăn mấy ngày. Nó ăn hai thằng nó xới hết sạch sành sanh, nhìn chúng nó ăn đã lắm. Còn có một thằng thì nó đếch thèm ăn, người nó như cái cây tre á, không có một miếng thịt nào. Phạt trên, phạt dưới, phạt ngang, phạt dọc, không có một miếng thịt nào dắt vào hết. Đi ra đằng này xem có chỗ đỗ không. Đấy, vòng vòng đây thôi mà cũng không có chỗ đỗ xe đấy mọi người. Tình cảnh này chết đói thôi. Lại đóng cửa rồi. Mấy cái người làm ăn buôn bán hàng quán này, tại vì khi nó đóng cửa đấy, nó không cho vào mua đồ đâu, nó không cho vào ăn đâu. Cho vào trong quán ăn đó, nó không cho. Thì cho ăn mang về thôi. Ở bên này gọi là take away. Ở Mỹ cái gọi là gì, food to go à? Nghe mấy người nói food to go. Đấy, có chỗ đổ. Xem mà vợ đấy có. Bà này vợ đi. Đây đi. Có đi không?